Kính thưa quý khán giả, vì sao Big 4 ngân hàng chật vật tăng vốn điều lệ? Đây chính là tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia hôm nay. Mời quý khán giả cùng bắt đầu theo dõi. Thưa quý khán giả, trong số 4 ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước được mệnh danh là Big 4, gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank. Thì mới đây có hai ngân hàng là Vietcombank và BIDV công bố rằng sẽ hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn trong năm nay. Vấn đề này lại một lần nữa dấy lên câu chuyện khó khăn trên con đường tăng vốn điều lệ của nhóm Big Four. Dẫu biết đây là nhóm ngân hàng có vai trò dẫn dắt thị trường. Thực ra trước đó vào tháng 1 năm 2019, Vietcombank đã từng phát hành riêng lẻ hơn 94,4 triệu cổ phần tương ứng 2,55% vốn điều lệ cho quỹ đầu tư quốc gia của Singapore là GIC Private Limited và hơn 16,6 triệu cổ phần, tương ứng 0,4% vốn điều lệ cho một ngân hàng đến từ Nhật Bản là Mizuho Bank. Ước tính hoạt động phát hành này giúp ngân hàng thu về tổng cộng khoảng 6.200 tỷ đồng. Cũng trong năm 2019, Vietcombank tiếp tục đưa ra kế hoạch chào bán chuyên lẻ 6,5% cổ phần cụ thể là phát hành 307,6 triệu cổ phiếu, trong đó gồm 46,1 triệu cổ phiếu cho đối tác Mizuho Bank và 261,4 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư khác. Vậy nhưng đến năm 2023, Vietcombank cho biết kế hoạch phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài đang dừng ở bức thuê tổ chức tư vấn và sẽ thực hiện trong giai đoạn 2023-2024. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất cho thấy công tác này tiếp tục bị dời thời gian thực hiện. Cụ thể, ngày 28 tháng 6 năm 2024, Hội đồng Quản trị Vietcombank ban hành nghị quyết 318 về việc dự kiến hợp thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Nhưng đến ngày 13 tháng 8, Vietcombank thông báo rút nội dung này, không đưa vào chương trình họp. Tương tự, BIDV trước đây cũng đã phát hành riêng lẻ thành công cho KIB Hanabank của Hàn Quốc ở mức 15% vốn điều lệ vào năm 2019. Tổng giá trị giao dịch gần 20.300 tỷ đồng, tương đương với mức giá 33.640 đồng một cổ phiếu. Sau đó, tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022, nhà băng này có kế hoạch phát hành riêng lẻ 9% cổ phần. Thế nhưng đến nay, kế hoạch này chưa thực hiện thành công. Dù năm 2023, ngân hàng cho biết đã tiếp xúc với 38 nhà đầu tư và có một số nhà đầu tư tiềm năng. Theo các tính toán của giới phân tích đưa ra tại thời điểm đó, BIDV có thể thu về hơn 27.000 tỷ đồng nếu phát hành thành công, củng cố bộ đệm vốn cũng như tỷ lệ an toàn vốn, qua đó có thể đạt mức tăng trưởng tín dụng cao hơn. Còn trong phương án tăng vốn năm 2024, BIDV đề xuất phát hành tổng cộng hơn 1,36 tỷ cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ từ hơn 57.004 tỷ đồng lên trên 70.624 tỷ đồng thông qua hai phương án. Một là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với số lượng gần 1,2 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 21%; thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024-2025. Hai là chào bán gần 164,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương ứng tỷ lệ 2,89% cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính hoặc cổ đông hiện hữu. Còn với VietinBank, từ đầu năm 2024 ngân hàng này đã nhận được ý kiến của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính cho phép giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2022 để tăng vốn thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu. Còn tại Aribank năm 2023, Quốc hội đã thông qua nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ tối đa 17.100 tỷ đồng cho giai đoạn 2021-2023. Với việc tin banh như vậy vẫn chưa đủ để củng cố bộ điểm vốn cho ngân hàng trên cơ sở đó, Vietinbank đề xuất một là các cơ quan có thẩm quyền cho phép ngân hàng được giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2023 để tăng vốn, hai là phê duyệt chủ trương cho phép Vietinbank được giữ lại toàn bộ lợi nhuận hàng năm của giai đoạn 2024-2028 để tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính, mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng. Song đến nay nguồn vốn này vẫn chưa được chấp thuận để bổ sung. Với Aribank, có thể nói đây là ngân hàng duy nhất trong Big 4 được tăng vốn trong năm nay. Trong đó năm 2023 tăng 6.753 tỷ đồng, từ 34.210 tỷ đồng lên 40.963 tỷ đồng và năm 2024 dự kiến sẽ tăng thêm 10.347 tỷ đồng. Song xét về quy mô, mức vốn này đã bị nhiều ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân vượt mặt. Trái ngược với diễn biến trên thì phong trào tăng vốn điều lệ lại rất sôi động ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân điều này khiến nhóm Big Four ngày càng rời xa các vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng vốn điều lệ của hệ thống ngân hàng. đơn cử là Vpbank đã tăng vốn mạnh từ năm 2022 lên hơn 67.434 tỷ đồng, vượt qua ba ông lớn trong nhóm Big 4 là BIDV 54.004 tỷ đồng, Vietcombank 55.891 tỷ đồng và Vietinbank 53.700 tỷ đồng để giữ vị trí thứ nhất và hiện vẫn duy trì ngôi quán quân khi vốn điều lệ đã tăng lên mức 79.339 tỷ đồng. Tương tự Techcombank năm nay đã hoàn tất tăng vốn điều lệ thêm 35.225 tỷ đồng lên mức 70.450 tỷ đồng. Theo đó, thứ hạng đã nhảy vọt từ vị trí thứ 9 lên vị trí thứ 2 về quy mô vốn điều lệ. Một tên tuổi khác là MB cũng đang bám sát Vietinbank với mức vốn điều lệ lên đến 52.870 tỷ đồng và cũng đang có kế hoạch nâng vốn lên 61.643 tỷ đồng. Hay như ACB đã hoàn tất tăng vốn lên 44.667 tỷ đồng vượt qua Agribank. Đặc biệt, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân khác ở phía sau của bảng xếp hạng cũng đang rầm rộ chuẩn bị triển khai việc chia cổ tức để làm dày bộ điểm vốn. Như vậy, nếu tiếp tục chậm chân trong việc tăng vốn, nhóm Big Four có thể tiếp tục bị đẩy sâu xuống vị trí phía sau. Tuy nhiên, vấn đề chính không phải là thứ hạng mà chính là việc chậm tăng vốn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các ngân hàng này khi được mệnh danh là Big Four của bộ mặt hệ thống ngân hàng Việt Nam. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến tháng 6 năm 2024, hệ số an toàn vốn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng theo thông tư 41 trên 2016 của Ngân hàng Nhà nước đạt 11,96%. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước chỉ đạt 9,99%. Vốn ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân đạt 11,86%, còn nhóm ngân hàng nước ngoài đạt 21,96%. Mặt khác, theo luật các tổ chức tín dụng năm 2024, tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng sẽ giảm dần từ 15% xuống 10% vốn tự có. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan giảm dần từ 25% xuống 15% vốn tự có. Do đó nếu không tăng được vốn điều lệ quy mô tín dụng cấp cho một khách hàng hoặc một khách hàng và người có liên quan của các ngân hàng này cũng sẽ giảm xuống. Tăng vốn điều lệ vẫn là yêu cầu bức thiết để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn cũng như có dư địa cho vay đối với nhóm Big Four. Bởi nếu không sớm tăng vốn, tăng trưởng tín dụng của nhóm Big Four khó có thể đẩy mạnh hơn nữa do khó đảm bảo được tỷ lệ an toàn vốn. Từ đó ảnh hưởng đến vai trò dẫn dắt thị trường, vai trò chủ lực, chủ đạo của toàn hệ thống ngân hàng. Với nhóm ngân hàng cổ phần tư nhân, ngoài việc tăng vốn bằng phương thức phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2, bổ sung vốn tự có, họ còn có thể chủ động xin giữ lại cổ tức từ các cổ đông để tăng vốn điều lệ. Nhưng các nhà băng thuộc nhóm Big 4 không thể tự quyết phương án chia cổ tức. Theo quy định, muốn tăng vốn từ cổ tức cần phải trình ngân hàng nhà nước, Bộ Tài chính, Chính phủ, Quốc hội và chờ phê duyệt. Việc này phải xin từng năm theo trình tự và mất nhiều thời gian. Không chỉ từ cổ tức mà ngay như việc tăng vốn nói chung, nếu nhận được cái gật đầu từ cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Tài chính, ngân hàng nhà nước thì kế hoạch tăng vốn cũng gặp nhiều trắc trở. Đầu tiên là nguồn lực tài chính của các nhà đầu tư trong nước còn hạn chế. Các ngân hàng phải tăng cường tìm kiếm nguồn vốn đầu tư từ các định chế tài chính quốc tế, cổ đông chiến lược nước ngoài. Tuy nhiên, việc huy động vốn ngoại cũng là thách thức đối với nhóm Big 4. Đó là việc nâng cao tính minh bạch và chất lượng quản trị yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Có một hiện tượng cần lưu ý là ngoài tính cấp thiết cũng như mặt tích cực của việc tăng vốn điều lệ thì việc các ngân hàng chạy đua cho hoạt động này cũng sẽ dẫn tới một số rủi ro nhất định. Thứ nhất, chạy đua tăng vốn có thể sẽ làm tăng rủi ro nợ xấu của ngân hàng. Khi vốn điều lệ được gia tăng, đồng nghĩa với việc quy mô hoạt động của ngân hàng cũng lớn hơn hay nói cách khác hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng sẽ đối mặt với nhiều rủi ro hơn trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái như hiện nay rủi ro từ việc gia tăng nợ xấu từ hoạt động kinh doanh sau khi đã mở rộng quy mô là điều hoàn toàn có thể xảy ra thứ hai việc tăng vốn điều lệ cũng đồng nghĩa với việc ngân hàng có thể tiếp nhận thêm các nhà đầu tư mới hoặc gia tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư hiện hữu đây cũng là một bài toán đặt ra cho các ngân hàng hiện nay khi mà tình trạng sở hữu chéo thao túng ngân hàng vẫn đang là đề tài nóng hổi. Do đó, dù việc tăng vốn được thực hiện dưới hình thức nào, phát hành cổ phiếu riêng lẻ hay cho cổ đông hiện hữu hay ESOB, thì câu chuyện về tỷ lệ sở hữu, nguồn gốc dòng vốn cũng là vấn đề mà các ngân hàng cần đặc biệt lưu tâm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi thân ái kính chào và hẹn gặp lại